chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ bắt chước anh trai của mình không ổn chút nào. Mình sẽ đi theo anh nguyên ngày luôn và ok vào thôi nào. Hello. Anh sửa soạn chậm dữ luôn á. Một thời gian lâu sau. Hello các bạn. Oh. Thì hôm nay mình sẽ đi. Vẫn còn đang ngủ. Học đại học với anh Hoàng. Hello. Yeah, hôm nay mình sẽ bắt chước anh Hoàng về học đại học. Vừa lái xe mắt nhắm mắt mở vậy có ổn không ạ? Coi cuộc sống ảnh như thế nào, cuộc sống ảnh rất là bí ẩn. Quá là bí ẩn luôn đây. Nên yeah. Và cuộc sống bí ẩn của anh thôi nào. Và hôm nay chắc anh bắt chước mình chứ mình bắt chước ảnh là vì anh đang lái xe mình mặc áo màu hồng và quá là sơ. Và đây là cổng đại học của anh. Và biểu tượng của trường anh rất là buồn cười luôn là cái con ăn kiến này. Nhìn ngố không? Và hôm nay xe mình giả làm xe anh Hoàng và đậu ở đây. What? Anh Hoàng muốn nói mọi người là đây là xe của Hiền Hồ. Ok. Không bình luận. Thì bình thường anh Hoàng sẽ chạy xe đạp. Nhưng mình không có chạy xe đạp được. Mình đã quên cái chạy xe đạp rồi. Và xe đạp có một chỗ thôi nên bây giờ đi bộ. Mình nghĩ là anh thà đi xe đạp hơn. Đi bộ. Thử xa. Yeah. Chủ ảnh có mấy cái con giao hàng này nên mình sẽ gọi thử nước và coi nó giao thế nào. Úp vào trên đường tới lớp thì đi ngang cái chỗ này. Ở đây kiểu người ta cầu để có điểm tốt á. Thông tin đến từ anh Hoàng nha. Hôm nay mặc áo đại học của anh thì mình tưởng là anh sẽ mặc áo đó nhưng thật ra anh mặc áo màu hồng giống mình. Nên kiểu như là ảnh bắt chước mình nhờ đó chước ảnh nhưng kiểu như là mình cũng không biết nữa. Mình không có cảm giác lạ lắm khi đi vào đây là kiểu như là những người ở đây rất là châu Á và kiểu như là chiều cao cũng bằng mình hoặc là nhỏ hơn mình. Mình không còn nghĩ mình là bé 9 tuổi nữa. Nãy giờ đi bộ một thời gian hơi bị lâu rồi đấy. Nhưng các bạn nhìn khung cảnh đẹp không kìa, quá là đẹp luôn. Và đây thì có một anh chàng quá là màu hồng. Nghĩ xíu, không biết xanh nước chưa tới hả? Nhưng còn một phút nữa lớp bắt đầu rồi nên bây giờ phải nhảy vào lớp. Lớp gì mà có mấy trăm người luôn hả? Và tự nhiên nước là quyết định tới nên mình phải đi ra mình là vì anh Hoàng đang học. Hello. Mình cầm điện thoại của anh để lấy nước được. Nhưng một vấn đề đấy là anh cho mình mật khẩu nhưng mà khẩu nó sai rồi. Nên không thể lấy nước rồi được và điện thoại bị khóa luôn rồi. Điện thoại anh đang trên tay mình và anh đang ở trong đó. Bây giờ mình làm gì đây? Bó tay. Mình đang đứng đây như một con điên và cô đơn. Hồi nãy những cái đi ngang nhìn nè. Ồ khoan đấu cô đơn đâu các bạn sốc mà. Trời bỏ mình luôn rồi. Úp còn một phút nữa là mình sẽ đoán thêm được rồi. Thành công. Điện thoại đã mở khóa. Giờ bấm nút này. Và úp. Đút cái tay mình lên đây mở đó thôi. Còn chơi nhạc nữa. Ồ nước bên kia. Sến thế. Thank you. Zot. Sến mặt bạc luôn. Và giờ nó lên đường thôi. Một trải nghiệm quá là trời, các bạn tổng cộng ly này 200.000 lận á. Quán nước ngay đây luôn. Nhìn ổng ráng về nhà nè. Đi cả nhích cả nhích. Mình đã quay lại lớp rồi và chuyện đang xảy ra mình cũng không hiểu. Ây da, tình hình thì anh Hoàng đang vào chế độ quá là chăm chỉ, quá là màu hồng nữa. Mình thì thưởng thức cái nước của mình. Anh Hoàng thì đang ghi chú mấy cái thứ mà ông thầy đang nói gì đó. Cái này. Và mình không hiểu. Đây là mình trong 2 năm hả các bạn? Giờ thì mình đang bắt chước cái này nè, nhìn nó có nhện nhở. Hình như cái gì liên quan đến phát triển kinh tế gì đó. Anh Hoàng thì ghi chú quá là chăm chỉ và mình thì con nhện kia. Một tiếng rưỡi sau và mình vẫn còn sống. Lớp hồi nãy có ổn không? Mình thấy lớp này đau não á. Không hiểu. Ốp, anh Hoàng đã gặp được một thằng bạn hiền và anh ăn hiếp nó. Tiếp theo thì anh đã dẫn mình vào cái thư viện đang rất là im lặng. Và anh muốn khoe cho mình là trường anh có cái này. Để anh trình bày cho xem nè. Đây là mấy vừa học vừa đạp để lúc học thì máu lên đầu cho não thêm minh mẫn. Giờ mình bắt chước và làm theo thôi. Và cái này có hiệu quả không mình không biết. Nhưng cái này rất là hiệu quả nếu bạn đang vừa ăn và vừa làm này. Kiểu là bạn có thể đốt hết. Mình cũng không biết nữa. Bó tay. Và đây thì là mấy vừa chạy vừa học. Mình cũng không chắc nếu như thường ngày anh Hoàng ưa lên đây và học hay không. Nhưng thôi để bỏ chơi rồi. Giờ anh dẫn mình đi đâu mình cũng không biết nữa. Đi đâu cũng gặp mấy cái thằng này hết á. Chỉ muốn đá à cái. Con này đơ luôn rồi. Sometimes he doesn't know what to do. Úp, anh có thêm một cái thứ quá là sến để cho mình xem. Hello. Đây là gì? Đây là cái gì? University club. Là khu vực mà người ta cưới nhau. Ở đại học á, kiểu là ta đứng ra ta cưới nhau á. Chắc sao không có xảy ra với anh Hoàng đâu nhưng người ta cưới nhau ở đó kiểu như là hai người gặp nhau ở đây là cưới liền. Yeah. Thông tin này mình lấy từ anh Hoàng á nha. Ok. Không biết tỷ lệ gặp chồng ở đại học như thế nào ha. Không biết được. Trời tấn công. Chơi kìa. Có ai đó đang ngủ trong đây nè.
quá là yên tĩnh. Lại mấy thằng ngố này nữa. Why are they always cracking into each other? Oh. You say that. Oh. Hồi nãy anh muốn nói gì, bây giờ anh ngại quá. Anh Hoàng muốn nói mọi người là no. Trường của anh có một cái đội đua xe, nhưng anh không được vào. Nên anh buồn. No, because nó khá là học mà sinh viên. Sinh viên không phải anh Hoàng. Engineering student. I don't kiến know. Trúc sư. Not kiến trúc sư, but like. Hình như anh đã quên tiếng Việt thiệt luôn rồi. Không biết. Kỹ sư, anh Hoàng là kinh tế chứ không phải kỹ sư. Giờ thì anh Hoàng đang chỉ đường đến chỗ ăn. Đây thì là cái chỗ học sinh ở. Anh Hoàng thì ở nhà, anh không cần ở vào mấy cái này. Anh Hoàng muốn mình khoe cái này cho các bạn nè. Đây là xe cảnh sát. Xe cảnh sát sớm không kìa, ok vậy được rồi. Đi tới chỗ ăn thôi mà giống như đi từ miền Bắc tới miền Nam nhỉ. Vượt qua cái cầu này nữa. Giờ mình sẽ lập lại cái anh Hoàng mới phát biểu ra cho mình. Thì anh Hoàng muốn mọi người biết là khu vực nào có toilet đẹp nhất. Anh Hoàng ngại nói vậy quá nên kêu mình nói nè. Not according to me, according to the toilets of UCL. Mình tưởng anh nói giỡn nhưng ra này có thể. Cho biết độ sạch và độ dân cầu cái tường toilet luôn. Dạ yeah. Không... Cái đó. Mình cảm giác như là một hành động ăn hiếp sẽ xảy ra. Tội nghiệp con người ta. Và cuối cùng thì tụi mình đã lết đến chỗ ăn rồi. Đi bộ hết hơi luôn chỗ này. Dịch là chỗ ăn thú ăn kiến. Trước khi vào thì phải trả tiền, đây là ăn dạng buffet. Tổng khoảng 600 ngàn cho hai người. Và trời, các bạn chỗ này cũng khá là to luôn đấy. Và có nhiều người nữa mình hơi ngại. Giờ mình đi theo anh Hoàng coi anh Hoàng dẫn tới đâu thì mình ăn cái đó thôi. Và anh Hoàng đã dẫn mình đến cơm chiên và gà chiên sốt cam gì đó. Nhìn cũng hấp dẫn chấm hỏi. Và kèm theo rau nữa. Ok, tiếp theo anh dẫn đi đâu đây? Và anh đã dẫn đến cái món này. Đây thì là món cái nước mẻ. Ốp cho cái nước chấm xanh xanh này lên nữa. Ngồi tại bàn này và ốp anh đã cho mình ăn cái cơm chiên và gà. Ok, anh Hoàng thì phải lấy nước ngọt nữa. Không có không chịu nổi. Đây kiểu như là giống như là bánh snack. Xong rồi nó cho lên thịt bò. Xong rồi cho lên mấy cái phô mai gì đó nữa. Bay trên 10. Trung bình. Trung bình. Các bạn đừng có lo, đây chỉ là vòng 1 thôi. Bây giờ sẽ thử cái này. Đây là gà sốt gì đó. Coi coi gà sốt gì đó này có ngon không. Mình tưởng nó sẽ giòn nhưng ai nhè nó hết giòn rồi. Nó hơi bị nhão nhão. Nhưng sốt thì ngon. Trung bình. Và phần cơm chiên thì mình thấy nó không có được ngon. Gà thì vài miếng giòn vài miếng nhão. Hết kêu rồi nên vòng thứ hai thì anh Hoàng đã tạo thêm hai món này. Cái này là cái gì? Để anh điều tra. Bánh mì. Bánh mì gì đó. Bánh mì dẹp lép. Không biết nữa. Đồ địa Trung Hải. No, it's not. Sandwich. Nó là cái gì không quan trọng, nó ngon hay không quan trọng thôi. 3/10. Các vị đang vào đầu của anh sẽ ra một con số. Không có con số nhưng có tiếng động thôi. Ok, mình sẽ thử. Coi coi. Nghĩa là gì? Ở trong đó mình thấy có thịt và phô mai. Không biết là gì nữa nhưng thôi trả lại. Và anh còn ăn súp bò viên có nuôi nữa. Mình rủ anh đi khám phá đồ ăn của mình, anh lừa quá nên thôi đi mình. Ở đây có burger bò, burger gà và burger chay. Nhưng mình đã không có hứng burger nên mình đang coi người ta làm đồ ăn cho người khác và quay lén ha. Mình đang không có hứng burger nhưng mình đang có hứng pizza. Nhìn mơ lem không kìa, mình sẽ tặng một em. Đây thì là burger gà barbecue. Quay pizza gà chứ không burger. Nhưng đây là quầy trái miệng, chắc chắn lát nữa mình sẽ quay lại. Và quầy trái cây đặc biệt là có chuối. Và quầy salad có đủ thứ mà người ta nghĩ ra cho vào salad là có hết. Mà hai loại này quá vậy. Không chê. Nhìn hấp dẫn á mà. Trời, các bạn một miếng mình đang lớn ở Việt Nam rất là nhiều nhưng vị nó ngon thiệt, tuy mình nghĩ nó chảy hơn thì sẽ ngon hơn. Thử pizza không? Hả? Rất là ngon á. What pizza is it? Gà barbecue. No. Ngon vậy mà kém chọn thế. Khoan thì mình ăn. Ốp ảnh đã quay lại với một đĩa này nữa. Vừa uống nước ngọt vừa uống cà phê luôn. Tổng hợp hoàn hảo. Và đó ăn sao mà rớt lên áo luôn rồi. Ây da, học quả của sự vừa ăn vừa coi điện thoại. Thôi bỏ cuộc rồi. Mình đã quay lại để lấy chén miệng. Đây là cái thạch gì đó có kem ở trên. Coi coi có ổn hay không. Và mình thấy cái vị nó giống y hệt như là mấy cái mà các bạn uống vitamin C. Vị cam rất là giải tạo. Ai thử không? Ok. Và cho trái miệng thì anh đã tạo cái bánh hồ đào pecan pie này. Quá là hồ đào. Ngon không? Anh không có nói gì nhưng mình nghĩ là anh thích. Tò mò quá để mình cứ một miếng. Mình chưa bao giờ thử món này cuộc đời của mình nên mình sẽ coi coi như thế nào. Và cái vị nó cũng rất là ngọt nhưng nó hơi bị ngố. Mình không biết là mình thích nó là không thích nó nữa nhưng nó là cái đó. Trời ơi, quay lại với một ly cà phê nữa. Uống vậy có bao giờ tỉnh quá rồi tỉnh quá thành vấn đề luôn không? Nên là mình là đầu mình sẽ tưng tưng luôn. Và ăn xong rồi cho điện mấy cái này là nó tự di chuyển lên bếp luôn. Có bao giờ lỡ cho điện thoại lên đây không? Mình đúng là một con hề. Và đây là cây kem mình đã tạo được. Mình cho lên một cái ly để cho nó không có bị cháy tùm la. Khoan không, vừa ăn vừa quay được. Và một thằng đã tới nữa nên anh Hoàng đã... Ăn hiếp người ta. Có đồ. Lần này thằng này đến như anh không ăn hiếp. Giờ thì anh là bạn thân của mấy thằng đó rồi phải không? Bây giờ không có đá người ta nữa. Nãy mình đi một vòng, bây giờ không biết hai cái nhìn mình không ha. Nhưng mình thấy là như vậy rất là ngầu. Và anh Hoàng đã dẫn mình đến thùng rác và đứng đây và nhìn mình để mình ăn hết cây kem này. Người ta đang thưởng thức mà. Mình xuống anh chụp hình ngay đây nhỉ anh không chịu. Nên bây giờ anh chụp hình cho mình. Yeah, ngầu không, chụp hình ngay cái thú ăn kiến khổng lồ này. Trời, dí sát vậy cái chán to đùng.
Xong rồi anh nói đây là phòng ngầu nhất trường. Các bạn đã nhìn thấy và nghĩ đây là một quán nét. Nhưng không phải đâu, là vì đây là cái chỗ mà tập luyện cho cái đội chơi game trường. Một trong những giấc mơ của anh Hoàng. Nhưng chắc không được, là vì người ta giỏi rất cách rất là bất thường. Nên chơi game nào đây có hơi bị nhiều lựa chọn rồi đấy. PUBG. Chơi PUBG đi. Game này, ô thôi chơi Minecraft đi. Trời ơi, khoảng một năm rồi mà chưa đụng tới Minecraft luôn. Và gì mà xịn dữ vậy. Ủa, bây giờ làm sao đây? Các bạn ơi, mình quên cách di chuyển luôn rồi. Mình đã nhờ anh Hoàng quay. Và trời ơi, bây giờ mình đang làm gì đây? Mình đang giết cái con, mình đang ráng giết con mực này các bạn. Mình đang lặn xuống nước để ráng giết con mực này. Không hiểu sao mình muốn giết con mực đó, nhưng kiểu mình muốn giết nó. Và mình đang vừa giết thì mình cảm giác như là mình đang vừa bị mình mất thở. Hình như sắp chết đuối vậy trời. Gì mà kỳ dữ vậy. Ok, where should go? Như anh Hoàng thì chưa muốn đi. Anh Hoàng nói là chăm chỉ nè. Đây là lĩnh vực của anh, bắn người ta. Yeah. Bro, don't fuck you. Quá là bro. Mình thấy đâu có dở đâu, bro quá trời. Oh, trời. Oh. Rồi anh lại chơi tiếp. Oh my god, xe tăng luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt chước và chơi. Cái đây là lần đầu tiên cuộc đời mình chơi cái game mạnh bạo. Oh my god. Các bạn thông cảm, khúc này chán mình quá là to. Bắn này bạn. Oh, đâu. Team mate. Đâu mất rồi. Oh. Ủa, từ đâu ra nhỉ? Ok các bạn, mình đang chơi lại và mình đang rất là chăm chỉ, kiểu là mình đang ráng chơi một cách rất là chăm chỉ. Bây giờ sao? Kiếm thằng nào phải không? Oh, bắn thằng. Oh. Lộn thằng này cùng đội. Nhảy. Nhảy gì tao không có bắn mình được. You right click to aim. Hả? Ô ngào chết, có nghe được gì đâu. Click to aim. Không. Oh. Lại nữa. You right click to aim. Hả? Right click to aim. Oh. Just have to skip. Tiếp tục. Nhảy. Oh, mình cảm giác như là ai đang bắn mình á. Oh my god. How you died? Lần thứ ba. Mình hứa lần này mình sẽ không có chết và. Oh. Oh. You need to aim. Bắn đại không được hả? Không được. Lại nữa. Oh. Lại bắn đồng chí nữa hả? Oh, rộn thằng. Không hiểu mình đang làm gì luôn. Xong phim lần thứ không biết nữa. Thôi mình bỏ cuộc, không có đụng chơi cái game này nữa. Cho nên bỏ lực thế. Anh Hoàng quay lại chơi tiếp. Nhất đầu luôn. Mình thấy game PUBG. Thôi tiếc một chơi game đã kết thúc rồi. Anh Hoàng dẫn mình đi đâu thì mình đi đó thôi, chứ mình không biết mình đi đâu nữa. Và đây thì là tiệm bán đồ. Ở trong đây bán quả bơ. Mình thấy cái áo này mình khá là thích, mình coi giá. Và trời các bạn ơi, mình xỉu luôn. Thôi bỏ. Nên mua cái này không? Áo này nhìn nó xến xến là sao, nó kiểu là đang kêu gọi mình á. Anh Hoàng nói nên thì nên. Và cái này không mắc quá vô lý nên mình đã tặng một em. Hay nên tặng em này, thú hoàng kia trượt biển. Trời, áo ngầu thế. Nhìn giá không có được ngầu luôn. Và anh Hoàng muốn mình nói các bạn là hồi đó anh Hoàng phải mua mấy cái này để thi nè, chứ người ta không cho miễn phí. Anh khá là ngứa về điều đó, phải mua mấy cái tờ để thi luôn. Và đó mình đã tập được một cái áo thành công. Trời ơi nắng. Tiếp theo thôi. Bây giờ anh Hoàng dẫn mình đến tìm cái con thú ăn kiến thiệt luôn. Con này sớm quá, mình không có bỏ lỡ cơ hội chụp hình với nó được. Thôi tao nhìn mình kỳ dụng quá. Mình chưa nhìn thấy một con thiệt ngoài đời bây giờ nên mình khá là háo hức, nhưng mình không biết nữa. Nãy đi vòng vòng tiệm muốn chết luôn. Nhưng cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi, và đó là cái đó, con đó. Con này từ châu Phi và rất nhiều người yêu thích, nhưng nó đã chết là vì già quá nên đây là đó bây giờ. Mình thấy con này nhìn rất là đặc biệt và rất là khác những con khác mình đã nhìn thấy trong cuộc đời của mình nên mình rất là yêu con này. Nó cũng to hơn mình nghĩ nữa. Ok thôi, đứa dạng mình nghĩ ta đang nhìn mình. Hôn, không biết nữa. Anh Hoàng rất là yêu con này nhưng anh không có tỏa tình thôi, anh yêu thiệt. Lớp nữa anh có lớp tiếp và mình không được ngồi vào nên mình phải ngồi một mình cho 2 tiếng nên mình sẽ không muốn làm vậy nên mình đề nghị đi về. Và giờ anh Hoàng phải chở mình về, tại vì nếu mình lấy xe mình về thì anh Hoàng không có xe để về. Và trên đường đi ra thì anh Hoàng đã gặp được một người bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ok, nói vậy, ngày hôm nay anh Hoàng cho bao nhiêu trên 10? Ngày hôm nay là bao nhiêu trên 10? Bao nhiêu trên 10 là sao? Có nghĩa là nguyên ngày hôm nay bao nhiêu trên 10? Bình thường. Một ngày trong cuộc sống bình thường? Yeah, bình thường. Yeah. Cuộc sống mà đại học cũng khá là vui phải không? Yeah. Vui hơn cấp 3? Cái đó là mình hơn một năm sau. Yeah. Ghê quá à. Mình cảm giác rất là già luôn á. Lớp 11 rồi, năm sau lớp 12. Sau rồi sau lớp 12 sau đi đại học. Yes. Yeah. Quá là ghê. Right, there was free delivery today. We're only now Và bây giờ anh Hoàng đi học tiếp. Lấy xe mình đi luôn. Bye bye. Mình bỏ cuộc rồi. Yeah.